Xin chào mừng tất cả các bạn sinh viên trường Đại học Thăng Long đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì trước hết chị xin phép giới thiệu, chị là Hà Trang, đến từ phòng nhân sự của công ty cổ phần Misa. Thì hôm nay chị rất là vinh dự khi được có mặt tại đây. Hy vọng rằng sau buổi chia sẻ ngày hôm nay thì các em sẽ có được một hành trang hay ít nhất là một sự tự tin nào đấy để có thể là bước chân vào nghề sau này. Thì chị nghĩ rằng là kiến thức chị chia sẻ ngày hôm nay thì cũng có trên slide đây, chính là cái bản hồ sơ khi các em đi ứng tuyển vào bất kỳ công ty nào ấy. Thì có lẽ là cái này nó sẽ cần thiết cho đặc biệt là với các bạn sinh viên năm 4. Nhưng mà năm 2, năm 3 và năm nhất thì nghĩ là cũng nên xem trước để có một cái gì đấy chuẩn bị. Thì trước khi để bắt đầu thì chị cũng xin phép được thống nhất một số những cái nội dung. Thì mỗi người cũng sẽ có một quan điểm và một cách đánh giá, một cách nhìn nhận khác nhau. Chính vì thế mỗi công ty hay thậm chí là mỗi đất nước cũng sẽ có một cái cách nhìn nhận và một cái cách đánh giá khác nhau. Thế nên là các em sẽ có một số em khi mà xem cái bài trình bày của chị sau đây thì sẽ có một số ý kiến. À, em cảm thấy không phù hợp với vị trí em đang ứng tuyển hoặc không phù hợp với cái công ty mà em đang ứng tuyển. Thì điều đó cũng là điều hết sức bình thường. Thế nên là chúng ta hãy xem cái bài chia sẻ ngày hôm nay như một cái tài liệu tham khảo cho các em thôi. Khi mà mình ứng tuyển vào bất cứ vị trí nào, các em có tìm hiểu về công ty đó, có tìm hiểu về vị trí đó và đưa ra được những cái quan điểm nó hơi khác một chút thì chúng ta cũng cố lên theo những cái gì mà chúng ta tìm hiểu. Bởi vì bài trình bày ngày hôm nay sẽ dựa trên hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất chắc chắn là dựa trên những cái ý kiến chủ quan của bản thân chị, là những cái mà chị đã từng trải qua. Chị cũng từng là sinh viên như các em, cũng đã từng đi tìm việc rồi cũng đã từng hoàn thiện một cái bản hồ sơ cho riêng mình. Cái ý kiến thứ hai là đứng trên phía phương diện là nhà tuyển dụng và đại diện ở đây là công ty cổ phần Misa. Ví dụ kiến thức ngày hôm nay mà em đi ứng tuyển ở công ty cổ phần Misa chẳng hạn thì chị chắc chắn với em 100% rằng những cái kiến thức hoàn toàn sẽ là chuẩn. Ví dụ nhưng mà khi mà em đưa những cái kiến thức này vào một công ty có văn hóa Nhật hoặc là Hàn Quốc hoặc là Anh Quốc chẳng hạn thì nó sẽ có những cái độ trễ và độ chênh lệch, và bản thân em cũng phải làm sao là người tìm hiểu những cái tài liệu cho nó chuẩn chỉnh nhất. Rồi ok, và trước khi bắt đầu thì ở đây chị có một cái bản hồ sơ mẫu của một bạn sinh viên ứng tuyển. Thì ở đây nó sẽ có một vài những cái nên và không nên thì chị sẽ chia sẻ với em ngay nhé. Ok, thì đây là một cái bản hồ sơ và thông thường những cái bản này thì các bạn đều có thể mua được ở ngoài các hiệu sách hoặc là bất cứ chỗ nào có bán. Thì về cái bao bì bên ngoài thì nó sẽ không khác nhau nhiều lắm. Cái khác nhau nhiều thì nó sẽ ở nội dung bên trong đó. Và cái đầu tiên mà chị thấy khác nhau nhiều nhất chính là ở cái dòng này. Bởi vì sao ạ? Họ đã cho mình sẵn cái chữ là hồ sơ rồi ạ. Và việc của các bạn sẽ là phải điền cái chữ gì chấm 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 vào đây. Và chị thấy đa phần ở các bạn đây đang có suy nghĩ chắc chắn là điền là hồ sơ xin việc đúng không ạ? Chị chắc chắn là thế nào cũng sẽ có bạn nghĩ là sẽ điền cái từ là hồ sơ xin việc vào đây. Thì như thế này, bản thân các em là người đi phỏng vấn ở công ty thì em sẽ phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn rồi đến công ty phỏng vấn hoặc tham gia những cái bài test. Thì em không đi xin của ai cả và em cũng không cho em cái gì cả nếu mà em không có năng lực thực sự của em. Nên là việc đầu tiên chị muốn em hãy chỉnh lại ở cái chữ đầu tiên như thế này, là hồ sơ ứng tuyển vào đây, đừng dùng cái cụm từ là hồ sơ xin việc nữa. Rồi ok, tiếp theo đấy là đến cái khung bên dưới. Cái bên dưới thì hãy làm sao mà cố thể hiện những cái nét chữ thật là nắn nót, thật là chỉnh chu nhất của các em. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó là bộ mặt và là cái đầu tiên nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy ở các em. Và cái phần quan trọng tiếp theo đấy là cái phần ở nội dung của cái bản bên trong này. Nội dung ạ, thì trong này có khá là nhiều tài liệu sẽ được cập đến ạ. Một trong những cái tài liệu đấy có thể là giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, sơ yếu lý lịch hoặc là những cái tài liệu vân vân mây mây, rất là nhiều khác. Khi mà mỗi công ty sẽ có một yêu cầu riêng và các em sẽ phải chuẩn bị riêng, thì tài liệu này sẽ có hai trạng thái. Một là những cái bản photo, hai là những cái bản công chứng. Và thường thường là chị thấy các bạn sẽ chuẩn bị những cái bản photo nhiều hơn, ví dụ như là bản điểm của các em này hoặc là sơ yếu lý lịch của các em này. Thế nhưng mà khi mà các em chuẩn bị những cái bản photo ấy thì với nhà tuyển dụng nó sẽ không có giá trị nhiều lắm. Tại vì sao ạ? Bởi vì khi mà mình dùng bản photo ấy thì bất cứ ai cũng có thể tạo lên cái bản photo ấy và họ sẽ không chứng thực được cái sự chính xác của cái bản hồ sơ đấy. Nên là một khi đã chuẩn bị thì hãy chuẩn bị những cái bộ hồ sơ một cái dấu đỏ như thế này giúp chị. Đó, thì nó sẽ có giá trị nhiều hơn là những cái bản hồ sơ chỉ photo thôi. Và nhất là các bạn hay mắc cái lỗi sai là trong cái mua sẵn của cái bộ hồ sơ này nó sẽ có một cái phần sơ yếu lý lịch này. Và các bạn coi đấy là cái hồ sơ, coi đấy là cái hồ sơ ứng tuyển của bạn, và các bạn chỉ ghi mỗi cái sơ yếu lý lịch ở bên trong cái bộ hồ sơ đấy các bạn mua như thế này thì nó hoàn toàn là sai. Cái phần tiếp theo khi khá là quan trọng đấy là cái phần mà chị muốn nói tới trong nội dung ngày hôm nay, thì nó là cái cốt lõi của
toàn hồ sơ của các em. Ví dụ như là cái cụm từ tiếng Việt chị hay nói đấy là cái hồ sơ mô tả năng lực của em, xem em là ai, bản thân em làm những gì, kinh nghiệm làm việc ra sao, năng lực như thế nào, có phù hợp với vị trí mà công ty đang tuyển dụng hay không. Và trong tiếng Anh cái từ này nó có tên là curriculum vitae và viết tắt là CV mà các bạn hay gọi như thế. Thì đây chính là cái nội dung mà trọng điểm chị muốn nói với các em ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn về cái phần này. Thì cũng như ban đầu chị muốn cái nội dung đầu tiên mà cần các bạn phải cần phân biệt đấy là giữa CV và sơ yếu lý lịch nó có sự khác nhau. Một bên là sơ yếu lý lịch nó sẽ mô tả nhiều hơn về nguồn gốc gia đình bạn như thế nào ấy, bản thân bạn quê quán ở đâu, họ tên ngày tháng năm sinh là gì, và nó chỉ dừng lại ở cái mức bản thân và gia đình các bạn như thế nào thôi. Nhưng ở cái bên này là cái CV nó sẽ mô tả nhiều hơn về năng lực cũng như là về cái kỹ năng, cái khả năng của các bạn đó. Thì cụ thể nó như thế nào thì ta cũng sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo.